Xin chào các bạn nha. Thì video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách mà thay cái dây đào như thế nào. Thì hôm trước mình có để cái đào ở ngoài mà tự nhiên nó bị đứt dài á, thì bên này mình sẽ làm cái video thay dây đào thì phải cho bạn xem luôn nha. Rồi thì đây là các bạn có thấy dây đào mình bị đứt nè, nó ở dây một và đàn mình là đàn acoustic nha. Thì mỗi đàn nó sẽ có một cái thay khác nhau, thì nó chỉ khác chủ yếu là ngay chỗ cái phần mà gắn ở đây vô này các bạn. Bây giờ mình sẽ quay gần lại nha. Đó, các bạn thấy cái chốt này nè, là đây cái đàn, tùy loại đàn nha, có những loại đàn có những cái chốt người ta làm khác, hay là đàn của mình nó như vậy. Đó, các bạn thấy đất là nó sẽ ngán lại. Và trước tiên á, để thay này các bạn phải gỡ cái phần dư này, cái phần bị đứt á, ngay chỗ cái chốt đàn, các bạn gỡ đó ra đầu tiên nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ nó ra. Thì cái này cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn tự làm một lần là sẽ làm được. Đó, mình đã gỡ ra được rồi nha. Còn đây là cái dây đàn, thì các bạn cứ ra tìm đàn á, các bạn bảo người ta bán cho mình cái dây. Ở đây là dây 1 nè, là mình sẽ bảo người ta bán cho mình cái dây lẻ, dây 1 của đàn dây sắt. À, acoustic là dây sắt đó. Rồi sau khi gỡ xong thì mình sẽ rút cái chốt này ra nha. Đó, mình rút chốt này ra, lấy cọng dây này ra luôn. Đó, thì cái nguyên thủy của nó là cái chốt như thế này. Đó, cái này các bạn sẽ để nó kiểu như nó đè vào đây. Còn bẻ cong lại. Bây giờ mình sẽ lấy dây đàn mới ra làm luôn nha. Cái này mình mua 10.000 thôi, tiệm gần nhà á. Cái này dịch cho nên là cũng khó mua, mình đi đa số ta nghỉ thôi à. Đó, bây giờ mình sẽ đẩy ra cho nó thẳng ra, không bị cuốn nữa nha. Nói chung các bạn tự làm được thì mình tự làm đi, nó khỏi cho tốn tiền, mất công. Đó, thì dây đàn mình tháo ra như thế này. Đó. Còn chỗ đây là cái chốt nè, bây giờ mình sẽ đặt làm sao á, mình để cái chốt này vô trong cái lỗ, các bạn thấy cái lỗ nào? Đó, mình đặt cái này vào. Xong rồi mình để ý cái khe này các bạn. Đó, khe không? Cái khe này là cái chỗ cái khe mà để cái dây đàn dư này. Các bạn để cho nó vừa, nó lọt như thế này nè. Đó. Cái dây nó sẽ lọt vào cái khe này. Rồi mình đè xuống thôi. Đó. Rồi mình đè sau mình sẽ ấn nhặn, ấn mạnh xuống nha, để cho nó dính lại. Đó. Rồi xong rồi mình sẽ kéo cái can như thế nào mình lên. Rồi thì cái chỗ này cái lúc các bạn quắn á, các bạn phải để ý là những cái chốt khác nó quắn như thế nào. Có nghĩa là các bạn thấy được cái dây số 2 này, cái chốt nó sẽ nằm ở phía trên của cái chốt này, cái dây 2 này các bạn. Nó sẽ nằm phía trên nè. Ba cái chốt này mình sẽ quắn theo cái chiều giống nhau nha. Có nghĩa là cái dây đàn ở phía trên, ở phía trong chứ. Đó. Còn cam cái nó quắn cam theo chiều này, cùng chiều cái đồng hồ, hướng mắt nhìn thẳng vào nha. Đó, thì mình cũng đạt vào. Đầu tiên là cái dây nó sẽ đạt vào cái lỗ này các bạn, cái khe chán này các bạn phải đạt đúng vào đó. Đó, rồi xong rồi các bạn đạt lên phía trên, chiều phía trong, các bạn quắn cho mình khoảng 3 vào tùy nha, tốt nhất là 3 vào. Còn nếu như mà cái lỗ này các bạn thấy cái lỗ như nào nó gần quá thì các bạn quấn 1-2 vào cũng được nha, thì tốt nhất là 3 vào. Các bạn vừa quấn các bạn giữ cái dây xuống, đè xuống. Đó, cái chỗ này lúc mà các bạn không quen á, nó hơi bị chặt lắm. 3 vàng thôi là đủ rồi nha các bạn. Đó, nó bị bung lên thôi. Đó, 2 vàng đúng không, bây giờ thêm 1 vàng nữa. Đó, các bạn đè cái này xuống.
Rồi sau khi đổ qua phàm rồi thì cái đoạn dây dư này, một tay các bạn giữ vào để cho nó đừng có bung lên, một tay các bạn xỏ cái đầu này vào cái lỗ. Đó, các bạn đè vào cái lỗ giữ ra ha. Đó. Một mình làm thì nó cũng hơi bị cắn tí. Thế mình nó cũng không thoải mái lắm. Đó, khi mà các bạn xỏ vào được rồi á, các bạn kéo ra, kéo chặt ra và đè cái này xuống. Đè những cái dây nãy mình quấn á, đè nó xuống tí. Rồi sau khi kéo các bạn bẻ nó qua một hướng cho nó đứng lại, nó giữ lại. Đó, xong rồi các bạn sẽ thả ra. Các bạn lấy kéo á, bạn cắt phần dư này đi. Cắt cửa đòn gọn tới đây thôi. Sau mình quấn lại. Bây giờ mình sẽ lên dây đào trước nha, rồi mình sẽ cắt sau. Rồi thì bây giờ tiếp theo mình sẽ lên dây. Là các bạn phải thử cái phần mềm màn điện thoại đấy các bạn. Hồi trước mình có video chia sẻ các bạn cách lên dây màn điện thoại á. Còn ở đây mình tự lên dây được, cho nên là mình khỏi dùng cho nó nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ vặn theo cái chiều cho cái dây đoạn nó căng lên nha. Lúc bạn căng dây các bạn phải để ý là cái chỗ cái khe này, cái dây đoạn phải lọt vào cái khe nha. Rồi bây giờ mình sẽ vặn cho nó căng lên nè. Đó, các bạn thấy nghe tiếng nó căng hơn không? Tí vẫn còn căng thì các bạn bạn chậm lại tí nha, để nó đứt dây đoạn. Câu được. Đối với các bạn nào mà mình căng bàn điện thoại á, thì mình cứ đánh thôi, đánh cái rồi mình coi nó đủ chưa, rồi mình sẽ vặn lên tiếp. Các bạn cũng làm từ từ thôi, đừng có vội vàng nhé. Để đây nó cong đứt dây nữa mà nó. Sao nói chung nó cũng dễ thôi, cứ làm từ từ từng bước một được nha. Bây giờ mình sẽ đánh thử một đoạn nha.
có như vậy là chỉ tốn 10.000 thôi thì các bạn có thể thay được cái dây đờn khi bị đứt. Thì nói chung là có nhiều chỗ bán rẻ hơn, thậm chí là có những dây dỗm á nó chỉ 5.000 thôi. Ví dụ như bạn nào không có nhiều, không có điều kiện như đó thì mình cứ mua dây đằng rẻ cũng được, cứ thay vào đánh tạm thôi.